tổ chức là cái anh Dương Đại Triều Lâm á, ảnh đưa ra cái gợi ý vẽ hình của mẹ nấm, thì anh Văn Dần thì anh họa sĩ anh vẽ ra. Thì trước đây thì anh Dương Đại Triều Lâm anh có đấu giá một lần rồi, nhưng mà lần trước hình như vẫn tranh đấu giá nhờ được khoảng 30 triệu á, thì lần này thì anh nhờ tính đấu giá cái bức tranh này, cho nên là mấy anh em mới gom lại với nhau thì nhờ tính đấu giá cái bức tranh để đồng hành với mẹ nấm sau cái lần tuyệt thực vừa rồi. Mọi người thì tham gia đấu giá rất là tích cực, mang một cái tinh thần ủng hộ và là đồng hành là nhiều.